Hi, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn ở channel của mình. Ở clip ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ cùng các bạn một số cái thủ thuật nho nhỏ mà mình dùng lệnh Blender trong phần mềm Illustrator. Nào, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Ok, các bạn cùng theo dõi mình làm nhé. Đấy, mình sẽ vẽ hai hình tròn với lại màu sắc Leo như này. Các bạn chọn cả hai mảng màu này và nhấn Ctrl Alt B. Đó, nó sẽ hòa trộn thành cái dải màu gradient như này cho bạn. Ở đây mình có một hình tròn này và mình sẽ vẽ ra một cái đường line. Sau đó mình dùng phím tắt R để xoay cái đường line này. Sau đó mình chọn đường line và hình tròn và mình sẽ vào cái công cụ cắt rời cái mảng này ra. Ok. Tiếp theo mình cũng sẽ dùng cái lệnh Ctrl Alt B để cho nó chuyển thành cái dải màu như này. Đó. Tiếp theo thì mình dùng phím tắt N. Đó. Sau đó thì mình tạo một cái đường line và các bạn vào Object, chọn vào Blender và chọn vào xuống cái mục này. Đó, như các bạn thấy nó sẽ áp cho mình vào cái đường line này cái dải màu gradient vừa rồi. Ok, tiếp theo với lại cái dải màu chuyển ở trên này mình cũng làm tương tự như vậy. Đó. Các bạn có thể vào cái công cụ này để lắn cho cái hình nó căng hơn nhé. Ok, đấy, như các bạn có thể xoay cái hình này thì nó cũng biến đổi cho mình. Đấy. Mình sẽ thử một cái dải màu gradient khác nhé. Với lại một cái hình khác, một cái hình lục giác như này. Đấy, các bạn cũng chọn hai hình và nhấn tổ phím Ctrl Alt B. Nó cũng sẽ cho mình ra cái dải màu rất là đẹp. Đấy, với cái lệnh Ctrl Alt B này, đó là cái lệnh Blender, thì các bạn có thể hòa trộn màu sắc nó rất là huyền ảo. Đấy. Và các bạn có thể áp dụng cho nó thành những cái brush nó với lại những cái màu sắc rất là trừu tượng như này. Ví dụ như là hình ngôi sao này chẳng hạn. Đấy, mình sẽ chọn cái màu sắc gradient cho từng cái mảng này. Cho nó thật là phong phú. Sau đó thì mình sẽ chọn hai mảng và nhấn tổ phím Ctrl Alt B. Ok, trên đây là mình vừa giới thiệu với các bạn một số cái ứng dụng cơ bản trong lệnh Blender. Nếu các bạn thấy clip hay và bổ ích thì đừng quên nhấn nút like, share, subscribe kênh ủng hộ cho mình nhé. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.